Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio Confession. Không biết mọi người sau khi nghe tập 1 thì cảm thấy như thế nào? Nếu có câu chuyện gì, hãy gửi về Radio Confession cho tụi mình nhé. Và tiếp theo sẽ là những câu chuyện khác mà Donna và Sunka sẽ gửi đến cho các bạn cùng với khách mời là HGO4DA Casey và HGO4DA Thu Nga. Xin chào, mình là HGO4DA Sunka. Sau đây mình sẽ gửi đến mọi người câu chuyện tiếp theo. Năm mình lên 10 tuổi thì ba mẹ ly hôn. Mình sống với mẹ. Năm đầu tiên ba vẫn thường xuyên đến thăm mình. Đến năm thứ 2, thứ 3 thì số lần ba đến thăm mình ngày càng thưa thớt. Năm mình lên 15 tuổi, ba đi lấy vợ mới. Cũng là ngày nhập học vào lớp 10 của mình. Tối đó mình thấy mẹ lén khóc, nhưng mình cũng không biết phải an ủi như thế nào. Chú Tâm là bạn cũ của mẹ từ hồi mẹ còn làm ở công ty cũ. Chú rất hay thường xuyên đến giúp đỡ gia đình mình, từ sửa cái bóng đèn đến vòi nước, quạt máy, xe đạp của mình. Chú là một người phúc hậu và hay cười. Có một lần mình hỏi về gia đình của chú Tâm, mẹ chỉ bảo là vợ chú bỏ đi vì khi đó cuộc sống quá cực khổ, chú không có con. Từ đó sống một mình suốt gần 20 năm. Trái tim của một đứa con gái nhạy cảm mách bảo cho mình biết rằng chú rất thích mẹ. Vì qua nhiều lần săn sóc, tuy nhỏ nhặt nhưng mình thấy rất chân tình. Đó không phải là điều ai cũng có thể làm được. Nhưng mẹ có rất nhiều nỗi bận tâm. Mẹ bận tâm về cơm áo gạo tiền. Mẹ bận tâm về việc mình phải như thế nào khi mẹ bước tiếp. Mẹ sợ mình bị gạt bỏ, sợ bị tủi thân, sợ có thêm một lần nữa sẽ vỡ tan như cuộc hôn nhân trước. Có một lần mình vô tình nghe được mẹ tâm sự với chú Tâm về những chuyện đó, và quan trọng là mẹ mình sẽ không chấp nhận được điều này. Mẹ từ chối chú Tâm. Cả tuần đó không thấy chú Tâm đến nhà chơi nữa. Hơn một tháng nay chỉ thấy chú vài lần ghé ngang, có khi mua đồ ăn cho hai mẹ con, có khi cho mấy đồ linh tinh, ngồi 5-10 phút là đi ngay, khiến trong lòng mình rất khó chịu. Mẹ ơi, mẹ năm nay sang tuổi 42 rồi. Suốt mười mấy năm qua mẹ đã sống vì con, đã âm thầm hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe cho con. Đã đến lúc mẹ sống cho mình rồi. Rất khó để tìm một người yêu thương mình mà không cần bất cứ điều kiện gì. Mẹ đừng sợ miệng lưỡi cuộc đời này vì đã có con bên cạnh mẹ. Con không tủi thân, con chỉ sợ mẹ tủi thân thôi. Với mẹ, con mãi là một đứa con nít không hiểu chuyện, và con không quan trọng chuyện người lớn đâu. Con chỉ hy vọng mẹ hạnh phúc là được. Hãy một lần sống cho bản thân mình, mẹ nhé. Chú Tâm là một người tốt, mẹ cũng là một người tốt. Những người tốt phải xứng đáng được hạnh phúc, mẹ ạ. Các bạn ơi, người lớn đôi khi cũng có sai lầm, cũng có những lúc cần sửa lỗi và xứng đáng để được hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ luôn tôn trọng quyết định của ba mẹ. Chúng ta có thể còn nhỏ, còn chưa làm được điều gì cho ba mẹ, nhưng ít nhất sẽ không trở thành gánh nặng, cản trở hạnh phúc cho riêng mình. Và khách mời ngày hôm nay đó chính là HGO4DA Thu Nga. Thì không biết rằng Thu Nga sau khi nghe câu chuyện này thì có những tâm sự gì muốn kể cho khán giả cùng nghe không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là HGO4DA Thu Nga. Nãy giờ thì mình có nghe chị Xuân Ca kể về một câu chuyện rất là cảm động, cũng như là khi mà mình nghe thì mình cảm thấy rất là giống với cuộc sống của mình. Bản thân Nga cũng là một người đang sống với ba, cho nên là Nga rất là hiểu cảm giác của bạn. Trước hết thì là một người con thì chúng ta luôn muốn ba mẹ của mình luôn nhận được thật nhiều điều tốt, thật nhiều sự hạnh phúc. Trường hợp của bạn cũng rất là giống như trường hợp của Tuna, bởi vì ba của Tuna dành thời gian rất nhiều cho gia đình. Nhiều khi Tuna cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi cho ba là tại sao ba không đi tìm một hạnh phúc nào đó cho riêng mình, hoặc là đi tìm một nửa, tại vì ba đã sống cô đơn rất là lâu rồi. Bản thân Tuna có một người xung quanh
nhận được sự yêu thương của mọi người rất là nhiều. Còn mỗi khi mà Tuna nói với ba về vấn đề tại sao ba không đi tìm sự yêu thương hay là đi tìm hạnh phúc còn lại của cuộc đời mình, thì ba luôn nói là chính Tuna là hạnh phúc của ba, chính Tuna là niềm động lực để ba sống từng ngày. Điều đó không sai, nhưng mà mỗi người thì luôn cần một người có thể chia sẻ, một người có thể tâm sự. Cho nên là Tuna rất là hy vọng có một người có thể kề bên, sát cánh để tâm sự, để ba có thể giải bày những nỗi lo hay là những nỗi buồn của mình. Cho nên là Tuna rất là đồng tình với câu chuyện của bạn. Và Tuna hy vọng rằng mẹ bạn sẽ tìm được một người có thể đi tiếp ở quãng đường sắp tới cũng như là quãng đường còn lại. Và bạn hãy luôn ủng hộ cũng như là ở bên để bảo vệ và tạo niềm vui cho mẹ của mình mỗi ngày nha. Xã hội phát triển, tư duy phát triển theo, cha mẹ yêu thương con cái là đúng, và con cái cũng nên thông cảm cho cha mẹ. Tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho mình rất khó, duy trì được hạnh phúc còn khó hơn. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường con người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếng như thời chưa biết buồn đâu. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ sao từng tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon trên đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như tôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu êm buồn đã khô, dẫu không có đôi mắt sáng thù. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách ra khơi, một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biếng, nhưng giờ đã biết buồn đâu. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ sao tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xóa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy.
Mình hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và vừa thi tốt nghiệp xong. Thế là sắp rời khỏi mái trường cấp 3 rồi. Người ta nói tìm được một người bạn thân là rất đáng trân trọng. Nhưng tìm được một người bạn thân từ mái trường cấp 3 còn đáng trân trọng hơn. Mình may mắn khi gặp được một nhóm bạn thân thật tuyệt vời. Học với nhau từ lớp 11 đến lớp 12 vẫn vậy. Có thể nói trong 2 năm qua, ngoài gia đình thì mình gặp các bạn trong lớp nhiều nhất. Thậm chí cả thứ bảy, chủ nhật, các ngày được nghỉ lễ, Tết, nhóm mình đều trích thời gian tụ họp với nhau. Điều khiến mình cảm động nhất đó là một lần cả đám được nghỉ học buổi chiều. Thế là đèo nhau bằng xe đạp điện đến trung tâm thương mại quận 2 để chơi và hóng máy lạnh. Đến 14:30 chiều, chuẩn bị ra về thì mình mới phát hiện ra mình làm rơi chìa khóa. Mình rối hết cả người lên vì sợ về trễ mẹ la, tại sao hôm nay nghỉ học, không về nhà mà còn la cà đi chơi chỗ này chỗ kia. Thế là cả đám đều xuống lại tìm chìa khóa xe cho mình, tìm khắp mọi nơi trong trung tâm thương mại. Bất kể chỗ nào tụi mình đã từng đi qua, ngồi lại cũng đều tìm hết nhưng không thấy. Cuối cùng tụi nó quyết định lục thùng rác, lục từng cái thùng rác ở trung tâm thương mại ra, bới rác trong đó vì sợ chìa khóa bị rơi, báo cho bảo vệ an ninh để xin bật loa thông báo để tìm chìa khóa xe cho mình nữa. Còn mình chỉ biết đứng đó hoảng thôi. Những điều tụi nó làm cho mình lúc đó khiến mình rất cảm động. Tụi nó làm cho mình mà không hề nghĩ ngợi điều gì cả, không ngần ngại dơ bẩn hay bị người khác đánh giá, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chìa khóa xe. Cả đám loay hoay tận mãi đến 6 giờ chiều, quyết định đẩy xe về. Mỗi đứa thay phiên đẩy một đoạn. Đến khi về nhà mình thì đã 8 giờ tối, nhưng tụi nó vẫn nhất quyết không bỏ lại mình một mình. Kỳ đó, cả 5 đứa đều bị ba mẹ mắng, thậm chí còn có đứa ba mẹ không cho đi học một mình nữa, mà sẽ chuyển qua xe đưa đón. Nhưng tụi nó vẫn vui vẻ nói, có sao đâu. Điểm số cao có thể khiến ba mẹ hài lòng, khiến mình đứng được thứ hạng cao. Nhưng chỉ có những kỷ niệm vui mà khiến chúng ta vui vẻ mỗi khi nhắc lại. Tao hy vọng lên đại học, tuy mỗi đứa một nơi, có đứa đi du học, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn sẽ mãi mãi luôn đẹp như bây giờ. Sau này không biết có đứa bạn nào dám vì mình mà lục thùng rác hay không. Hay mở từng cái nắp cống của trung tâm thương mại, nhưng tụi bay mãi luôn giữ một vị trí rất quan trọng đối với tao. Yêu tất cả 3.000. Xin chào, mình là HU48KC đây. Cảm ơn bạn vì đã gửi confession kể về câu chuyện kỷ niệm của mình thời học cấp 3. Và đối với KC cũng từng trải qua khoảng thời gian đẹp đó. Câu chuyện của bạn cũng khiến cho KC nhớ tới những ngày tháng không chỉ là cấp 3 đâu mà cả một khoảng thời gian 12 năm đi học của mình. Bởi vì KC cũng khá may mắn, gọi là may mắn bởi vì cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì vào lớp nào thì cũng có những người bạn có thể hòa đồng, có thể chơi thân với nhau. Và cả lớp luôn luôn cố gắng đoàn kết để đi cùng nhau, cũng như là sau khi ra trường sẽ vẫn giữ liên lạc, cũng như là lâu lâu gặp thì sẽ ôn lại kỷ niệm với nhau. Đối với những ngày tháng cấp 3 thì lúc trước KC học lớp chuyên Anh, thì mọi người ai cũng một phần là sẽ tập trung vào việc học, thì có thể nghĩ là không có vui vẻ, không có giỡn hết với nhau nhiều. Nhưng mà sau này mà khi mà tìm hiểu nhau thân hơn, tính cách cũng từ từ sẽ bộc lộ hơn. Những bạn mà có thể ít nói nhất, ít hay sôi nổi nhất thì dần dần cũng sẽ hòa vào những cuộc điên, cuộc chơi nhảm nhí của những đám còn lại. Vào thời cấp 3 thì lớp của KC cũng có một cái sự kiện khá là vui, đó là thiết kế áo lớp. Lúc đó thì KC cũng đã thiết kế cho lớp mẫu áo, áo thun, áo hoodie. Áo hoodie thì chơi chọn màu rất là nhẹ nhàng, đó là màu đỏ. Bởi vậy là khi mà ba mươi mấy con người mặc cái màu áo đó và giờ ra chơi cuối cùng. Giờ ra chơi cuối cùng là một cái ngày mà trường tổ chức đặc biệt cho khối 12 để tốt nghiệp. Thì lúc đó là tất cả khối 12 sẽ xếp hàng từng lớp dưới sân trường để tập bộ thể dục giữa giờ cuối cùng với nhau. Khi mà tập xong cái bài 15 phút, cảm giác giống như là nó không muốn cái bài đó nó dừng lại. Mặc dù là trời ơi, lúc trước đi học nghe là nó làm bía xuống gì đâu, có nhiều khi là muốn trốn trên lớp, không muốn xuống chút nào luôn, nắng nôi mà còn phải bắt xuống tập thể dục. Thì tới lúc đó
thực sự là muốn bài hát nó cứ kéo dài mãi. Và khi mà kết thúc bài hát thì tụi mình cùng lúc thả hết bong bóng bay lên bầu trời, và sau đó cả lớp túm lại ôm nhau. Thì nói chung cũng là có khi là trong cái khoảng thời gian đi học đó, tụi mình cũng khó có thể nào mà chắc chiêu hay trân trọng từng cái giây phút, để tới ngày xa nhau thì mình cảm thấy sẽ bị tiếc á. Nhưng mà Casey cũng cảm thấy là mình đã dành hết tình cảm hết mình đã cố gắng hết mình để xây dựng cái tình bạn cũng như là cái sự đoàn kết của lớp cách tốt nhất có thể, nên là thanh xuân nó đi qua cũng khá là trọn vẹn. Tới bây giờ thì Casey và các bạn hồi cấp 3 vẫn còn giữ liên lạc với nhau, và bởi vì từ lớp 10 thì tụi mình đã đặt ra một cái truyền thống là vào 28 Tết sẽ tụ họp lại để đi ăn lẩu bò và sẽ mời một giáo viên chủ nhiệm đến để ăn chung, để kỷ niệm là một năm qua lớp đã trải qua những gì và chuẩn bị đón năm mới. Và hiện tại là năm 2012 đến bây giờ là 7 năm đúng không? À, 8 năm chứ. Đã duy trì được 8 năm rồi. Mặc dù là càng lúc mỗi năm thì sẽ có ít người tham gia cái buổi họp mặt đó hơn, bởi vì tụi mình cũng lớn rồi, cũng phải đi làm, có người thì đã định cư sang nước ngoài nên là không có thể gặp nhau được. Nhưng mà tới lúc đó thì vẫn có những tin nhắn là 27, 28, 29 Tết về được ngày nào thì sẽ theo số đông và sẽ chọn ngày cũng như là đặt bàn về gặp gỡ nhau vậy đó. Mỗi năm gặp lại, đôi khi là một năm mới gặp lại nhau một lần luôn, nhưng mà cảm giác như là chưa từng có xa nhau vậy đó. Có những người nhìn thấy trưởng thành thấy rõ, có những người thì vẫn có những cái nét trẻ con như hồi lớp 10 mới gặp nhau. Và tình bạn đó, cái suy nghĩ là mình, bản thân mình trong cuộc đời này mình rất là may mắn khi có thể được có duy trì được một cái tình bạn như vậy. Mà đối với Casey thì ngoài tình yêu với gia đình, tình yêu với bản thân thì tình bạn chính là thứ mà Casey trân trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cũng như khi mà tham gia vào SGO4DA á, vào một cái gia đình rất là đông thành viên, sẽ có những chị em gái với nhau, thì Casey cũng muốn cái sự thân thiết của các thành viên không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta có chung ước mơ, có chung đam mê, chúng ta là những người con gái sẽ hiểu được tâm tư, tình cảm với nhau, mà sẽ cảm giác như là thân như ruột thịt vậy đó. Thì Casey sẽ hướng tới một cái tình cảm đó và sẽ hết sức mình để xây dựng cho chị em SGO4DA gắn bó với nhau một cách gọi là chặt chẽ nhất. Và hy vọng là bạn cũng sẽ có những cái mối quan hệ như vậy, dù là thời đi học hay là sau này thời đi làm, thì bạn cũng đều có những người bạn để chia sẻ tất cả những tâm tư của mình với người đó. Hoặc là sau này có yêu đương, có vợ chồng thì cũng có thể tâm sự với nhau. Nói chung là mỗi cái cột mốc của cuộc đời, hy vọng là bạn vẫn sẽ có một người, ít nhất là một người sẽ cùng bạn trải qua những điều đó. Sau khi mà đọc câu chuyện này thì Donna cảm thấy rất đồng cảm với bạn. Vì có một lần Donna cũng bị rớt một cái ví. Nhưng mà lúc đó, ngay một lần SGO4DA đi quay thì có rất là nhiều rác ở phòng quay. Khi mà dọn tất cả rác ở đó thì chắc phải nguyên một cái xe đẩy rác lớn luôn ấy. Lúc đấy là khi đêm rồi thì mình đã tìm không thấy cái ví, và mình với bạn ấy đã đi xuống hầm rác và lục tung hết tất cả các rác lên. Mọi người có đoán được bạn ấy là ai không? Bạn ấy chính là SGO4DA Sơn Ca. Mọi người cũng biết là mình và Sơn Ca cũng khá là thân với nhau. Hồi đó nếu như không có Sơn Ca thì không biết mình phải như thế nào nữa. Thật ra thì hai đứa đã lục hết tất cả các thùng rác này, hầm rác để tìm ví nhưng cuối cùng cũng không thấy. Lúc đó cũng rất là khuya rồi, mình không nhớ là 10 hay 11 giờ đêm. Nhưng mà chỉ có mỗi Sơn Ca
là hôm đó có ở lại và cũng lo lắng để tìm. Mình cứ nhầm là chìa khóa tìm giống như bạn của Confession vậy á. Thật ra lúc đó mình và Sơn Ca đã rất là lo lắng để tìm cái ví cho mình. Tại vì lúc đó mình đã để khá là nhiều tiền trong cái ví đấy. Thật xui vì hôm đó mình đã không tìm thấy ví. Nhưng Sơn Ca đã ở lại và không ngại trời khuya hay là tối đã ở lại để tìm cùng mình. Và cũng cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng những điều mà Sơn Ca đã làm cho Donna. Thông qua Radio Confession, Donna muốn gửi đến bạn, tất cả mọi người đang nghe radio, một bài hát. Đó là bài Hè Cuối của Thủy Chi do SGO48KC cover. Chợt hè lại đến, rồi hè vội đi. Là mùa hè cuối nhé, một thời vui hồn nhiên. Chậm lại một chút, thời gian ơi, chạm nhẹ bụi phấn còn vương rơi. Chạm nhẹ bàn tay, mãi cách xa nhớ thật nhiều. Dừng lại một chút, tạm biệt thầy cô, tạm biệt hàng ghế đá, tạm biệt sân trường ơi. Lặng nhìn phượng phi buồn rơi rơi, lặng nhìn nhật ký lệ mi cay, lặng nhìn thời gian trôi nhung nhớ bao kỷ niệm. Lặng bước nơi đây ngỡ như những bước chân đầu tiên. Lặng bước nơi đây hành lang xuống sâu ra xa vắng. Lặng bước nơi đây nghe vắng xa khúc ca ngày xưa. Hè cuối chia tay tình bạn mãi mãi xanh màu mai. Còn lắng trong tim sâu yêu hỡi biết bao giờ nguôi. Còn lắng tim mình lời thầy cố gắng bỗng ký ức. Chợt ánh mắt ai lệ ướt mi tiếng nấc nghẹn ngào. Chợt nắng tan dần đường tan hết những kỷ niệm xưa. Xin chào và hẹn gặp lại.